Hi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đi làm một cái clip là mình đi chặt cái củ hủ dừa vô rồi mình đem đi xào cho mọi người xem nha. Giờ mình đang đi ra chỗ có cái dừa nè. Trời đẹp không mọi người? Đây cây dừa đây, mình sẽ chặt cái này. Mình chặt cái này vô mình sẽ xào nha mọi người. Ok, giờ mọi người xem mình chặt nha. Mọi người mình sẽ chặt cái này nha mọi người. Cái củ hủ dừa là cái nằm ở trong ruột này nè. Lỡ cái lớp vỏ này ra nó ở trong ruột, cái non của cây dừa, phần cây dừa. Phần củ hủ dừa là này nha mọi người. Này mình sẽ tiến hành chặt cái cây ngang rồi mình sẽ lấy ở trong nha. Đây mọi người ơi, nãy giờ mình đốn được như đây nè, giờ mình sẽ chẻ trong ra. Cha tôi đang chẻ ra.
trong ruộng ăn ngon lắm. Cứng rồi, cái đó cứng rồi. Rồi đó mềm mập luôn kìa. Nãy giờ chẻ xong rồi mọi người. Lấy thử một miếng ăn thử. Anh mệt mồ hôi đầm đè luôn á. Ăn cũng ngọt. Giờ thôi mày ăn chỗ mình xào không? Ăn khó ăn ít ăn nhiều không tốt. Bây giờ mình sẽ đem đi đi trong nhà đặng hồi mình xào nha mọi người. Rồi bây giờ mình đem đi nhà mình sẽ bỏ vô nước mình rửa. Rửa cho sạch rồi mình sắc ra mình đem xào nha mọi người. Trắng phao nghe ăn đã lắm á. Thịt mình chuẩn bị giờ mình sẽ sắc ra miếng nhỏ nhỏ nha mọi người, đem đi ướp cho nó thấm trước. Xong rồi nha mọi người, bây giờ mình sẽ đem đi ướp. Rồi mình sẽ để cho thấm, trong thời gian đó thì mình sẽ đi sắc từng miếng đu hủ dừa ra một mỏng như họ dễ xào. Mình để ra đi. Đu hủ dừa nè mọi người, nãy mình đi chặt nè, giờ mình sẽ sắc mỏng ra nha.
ai nữa. Giờ mình sẽ bắt bếp lên chuẩn bị mình xào nha mọi người. Mình đậy là mình đợi xíu mọi người. Tại mấy cái nắp cũng vừa giờ mình phải lấy cái thau mình đậy vậy. Đợi xíu cho nó mềm. Nực quá. Mình sẽ coi nó chín chưa nghe mọi người. Thử đi. Cái mặn lạc cái ngọt gì để nếm nếm lại. Dở ra cái hơi nóng bay lên tay cũng phỏng luôn. Mình thử miếng nha. Này ngon. Thêm hồi ăn thì bỏ chấm nước mắm nữa là vừa. Nóng quá, nóng quá. Cái cục bự này thử đây cho nó chín nha. Chín rồi mới rồi. Giờ mình sẽ tắt bếp. Giờ mình sẽ múc ra nha mọi người. Bắt đầu múc ra.
quả tôi nãy giờ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Mời mọi người ăn chung với mình. Cái này chấm với nước tương ớt. Nước tương mỗi với ớt á. Ngon á. Lâu lâu mới ăn này ngon lắm mọi người. Bây giờ mình ăn thôi mọi người ơi. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình để theo dõi những video mới của mình ra. Bye, thì mình ăn đây.